Nhiều người sau khi khỏi bệnh COVID-19 xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào cũng nghĩ là do hậu COVID-19 nên tâm lý hoang mang, nhanh chóng đi khám bệnh để yên tâm. Sau khi khỏi COVID-19 được 5 ngày, chị NTH, 50 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thi thoảng cảm thấy mệt, ăn khó tiêu. Lo sợ mình bị di chứng hậu COVID-19, chị H đi khám, làm xét nghiệm máu, chụp x quang phổi. Tuy nhiên kết quả thăm khám mọi thứ đều ổn định. Sau khi khám xong, bác sĩ hỏi bệnh, tôi mới nhớ ra dạ dày của mình không tốt. Trước khi mắc Covid-19 cũng dễ bị khó tiêu. Nên ăn thức ăn nguội hay hải sản không tươi thì rất dễ bị trúng thực nên dẫn đến mệt. Có thể tôi đã trách oan cho Covid-19. Tương tự, LTCD, 18 tuổi, ngụ tại Quảng Nam, sau khi khỏi Covid-19 khoảng một tuần vẫn còn ho nên luôn mang trong mình tư tưởng phổi bị sơ hóa. Chị đề đến bệnh viện để thăm khám. Tuy nhiên, các bác sĩ giải thích tình trạng này vẫn đang trong giai đoạn cấp tính của bệnh. Bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu ho vẫn kéo dài sau khi khỏi bệnh một tháng thì đó mới là di chứng hậu COVID-19. Giờ khóc giờ cười hơn, đó là trường hợp của chị LTL, 30 tuổi, ngụ tại Tam Hiệp Đồng Nai. Sau khi khỏi COVID-19 2 tuần, chị có triệu chứng chán ăn, nôn ói, mệt mỏi nhiều hơn, đồng thời kinh nguyệt bị trễ. Chị L cho rằng tất cả các triệu chứng trên do hậu Covid-19 gây ra nên muốn đi thăm khám. Tuy nhiên sau khi chia sẻ với một người bạn, chị lờ được khuyên nên kiểm tra nước tiểu. Kết quả chị mang thai được 4 tuần và tiếp tục bị ngén nhiều hơn. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi có COVID-19, tại các bệnh viện vẫn có số lượng lớn người bị cao huyết áp, bị viêm khớp, tiểu đường, viêm tai, viêm ruột. Nếu vậy thì thật vô lý sau khi đại dịch, có bệnh gì cũng đổ tại hậu COVID-19. Theo bác sĩ Khanh, tâm lý ổn định đóng vai trò quan trọng với người bệnh COVID-19. Thời gian qua, có nhiều người chuyển nhau các thông tin về hậu COVID-19, nhất là các thông tin về phổi khiến nhiều người hoảng loạn. Nếu muốn đi khám hậu COVID-19 thì nên chọn những cơ sở uy tín, tránh bị vẽ vời để rồi tiền mất tật mang. Theo Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia Anh, NICE, mốc thời gian để xác định một người mắc COVID-19 là sau 3 tháng. Bác sĩ Vinh cho biết, nếu theo định nghĩa của WHO, thì số người ở Việt Nam mắc hội chứng COVID-19 là rất ít. Định nghĩa này có tính chất tương đối trong nghiên cứu còn khó áp dụng trong thực tế. Ví dụ nếu một người có triệu chứng ho sau 3 tháng, triệu chứng này xuất hiện liên tục trong một tháng, thì vẫn phải cần đi khám hậu COVID-19 sớm chứ không thể chờ đến 2 tháng mới khám được. Diễn tiến bệnh COVID-19 chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn cấp tính là kể từ khi có triệu chứng, test nhanh dương tính thường dài khoảng 4 tuần. Trong giai đoạn cấp tính này, nhiều khả năng các triệu chứng sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên nếu người bệnh cảm thấy các triệu chứng nặng lên như ho nhiều da máu, khó thở nhiều, sốt không hạ thì cũng nên đi khám bệnh. Từ 4 tuần đến 12 tuần là giai đoạn COVID-19 vẫn tiến triển. Xét nghiệm âm tính nhưng bệnh chưa khỏi hoàn toàn. Sau 12 tuần được xem là giai đoạn hậu COVID-19. Như vậy, hội chứng COVID-19 kéo dài bao gồm cả giai đoạn tiến triển và hậu COVID-19, tức là từ 4 tuần đến 12 tuần trở lên. Theo bác sĩ Vinh, tại Việt Nam, phần lớn người dân có triệu chứng và đi khám từ 4 tuần trở lên, tương tự như định nghĩa của CDC Mỹ. Một người có triệu chứng bất thường sau khi khỏi COVID-19 một tháng mà chính bản thân hay nhân viên y tế không thể lý giải bằng nguyên nhân khác thì mới gọi đó là COVID-19 kéo dài. Theo bác sĩ Vinh, ví dụ một người bị tiểu đường, trong thời gian bị COVID-19 không thể mua thuốc uống đều đặn, này khỏi COVID-19 cảm thấy mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều thì là do tiểu đường không kiểm soát được, có lý do chứ không phải là do hậu COVID-19 hay nếu một bệnh nhân bị ho sốt khó thở nhưng hình chụp x quang phổi cho thấy dấu hiệu của bệnh lao thì đây không phải là hậu covid 19 do đó để biết một triệu chứng có phải hậu covid 19 hay không bác sĩ phải loại trừ các lý do gây nên triệu chứng này khi không tìm được lý do thì mới gọi đó là hậu covid 19 tiếp đó liên quan đến di chứng hậu covid 19 Sản phụ sinh mổ lần 2 chưa tiêm phòng vaccine COVID-19 Tiền sử điều trị COVID-19, khỏi ngày thứ 16 sau sinh, sức khỏe của cả mẹ và con ổn định. Tuy nhiên, ngày thứ 5 sau sinh, sản phụ xuất hiện tình trạng khó thở, thở hụt hơi, phổi hai bên thông khí kém, ăn ngủ kém. Sản phụ được phát hiện tổn thương phổi hậu COVID-19 sau khi sinh con tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ. Sản phụ được chụp CT lồng ngực cho hình ảnh tổn thương phổi Trước đó, sau khi điều trị khỏi COVID-19, sản phụ không có biểu hiện như khó thở hay ho nhiều. Bác sĩ điều trị cho sản phụ cho biết tổn thương phổi hậu COVID-19 diễn ra âm thầm. Sau khi khỏi COVID-19, các mẹ bầu nên đi khám đánh giá sức khỏe tổng quát của cả mẹ và thai nhi. Hiện tại, sản phụ đang được chăm sóc tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện thực hiện thở oxy Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo các thai phụ sau khi khỏi Covid-19 cần phải tập hít sâu và thở ra nhẹ nhàng, chậm rãi, nhịp độ tăng dần theo ngày. Thực hiện các bài tập vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bổ sung dinh dưỡng hợp lý theo tư vấn của chuyên gia để giúp cơ thể mẹ nhanh hồi phục và đảm bảo dưỡng chất cho thai nhi. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần phải tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế lựa chọn cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe, thai sản, chu đáo, chuyên sâu nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của hậu COVID-19. Thông tin mới nhất có liên quan đến vụ hai mẹ con F0 nghi tự tử tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Mới đây, chính quyền địa phương đã tiết lộ về gia cảnh của người phụ nữ này. Liên quan đến vụ việc mẹ nghi sát hại con nhỏ rồi tự tử ở Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh Hải Dương. Sáng ngày 31 tháng 3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Chí Linh vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo các bác sĩ, bệnh nhân sinh hoạt bình thường, chỉ có cháu bé bị sốt cao. Những người ở cùng phòng điều trị với chị N cho biết, trước đó chị này không có biểu hiện gì bất thường, thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình và đứa lớn 8 tuổi có bệnh hiểm nghèo. Ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ cho biết, hoàn cảnh gia đình chị N thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng đều là lao động tự do. Ông bác nói, hai vợ chồng chị N là lao động tự do, có ba con và thuộc diện hộ khó khăn. Gia đình chị có một cháu thứ hai, 8 tuổi bị khuyết tật. Hàng năm, các đoàn thể chính trị, ủy ban nhân dân phường cũng quan tâm. Phường cũng đưa cháu thứ hai bị khuyết tật vào diện được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng. Ông bác thông tin thêm. Hai vợ chồng chị N rất hiền lành, sống hòa thuận và không xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Tối ngày 30 tháng 3, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và thi thể hai mẹ con đã được đưa đi hỏa thiêu. Lễ tang của hai mẹ con được gia đình tổ chức vào lúc 8 giờ sáng 31 tháng 3 và sẽ an táng vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. Các cơ quan đoàn thể cũng liên hệ để giúp đỡ gia đình. Tuy chưa biết nguyên nhân của vụ việc, song nhìn hoàn cảnh khốn khó của nữ bệnh nhân này, không ai lại nghĩ chị lại tìm đến cái chết. Hy vọng đây chỉ là một sự việc hi hữu. Chúng ta hãy nên nhớ rằng mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Thưa quý vị, Trung tâm Cảnh giác Dược Quốc gia vừa cập nhật công bố mới nhất về hiệu quả vaccine COVID-19 Pfizer. Theo đó, khoảng một tháng sau tiêm, vaccine có thể bảo vệ trẻ khỏi nhập viện. Theo Trung tâm Cảnh giác Dược Quốc gia Bộ Y tế, hiệu quả của vaccine BNT162B2 Pfizer-BioNTech phòng COVID-19 đối với biến chủng Omicron trên trẻ em và trẻ vị thành niên vừa được công bố trên NEJM, tạp chí y học New England, một trong những tạp chí y khoa uy tín ngày 30 tháng 3 năm 2022. Theo công bố, nghiên cứu bệnh chứng với gần 3.000 trẻ từ 12 đến 18 tuổi cho thấy, trong giai đoạn chủng Delta lưu hành, hiệu quả bảo vệ tránh nhập viện do COVID-19 ở nhóm tiêm vaccine đạt 93% sau từ 2 đến 22 tuần sau tiêm vaccine và duy trì ở mức 92% sau từ 23 đến 44 tuần sau tiêm vaccine. Trong giai đoạn chủng Omicron lưu hành, hiệu quả bảo vệ khỏi nhập viện của vaccine ở trẻ từ 12 đến 18 tuổi là 40%, hiệu quả bảo vệ khỏi mắc COVID-19 nặng là 79%, và ở mức 20% với hiệu quả bảo vệ tránh mắc COVID-19 nhẹ. Trong giai đoạn lưu hành chủng Omicron, vaccine cũng đã được tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hiệu quả bảo vệ khỏi nhập viện ghi nhận được đạt 68% sau khi tiêm vaccine khoảng một tháng. Các tác giả kết luận rằng, mặc dù hiệu quả bảo vệ trên biến chủng Omicron có sụt giảm so với biến chủng Delta trên nhóm trẻ em được tiêm phòng, Tuy nhiên, vaccine vẫn thể hiện được hiệu quả bảo vệ tránh nguy cơ nhập viện trên trẻ đã được tiêm phòng vaccine. Nghiên cứu đã được CDC, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tài trợ để triển khai.